Làm sao I Hear Your Voice sau 10 năm, Ly bô dân thành gái hai con, Ly trong sắc thoát ế. I Hear Your Voice là một trong những tác phẩm về đề tài luật kinh điển trong lịch sử phim Hàn, cũng là một trong những bộ phim thành công nhất năm 2013. Bộ phim giúp Lee Bo-jun mang về chiếc cúp thị hậu bách sang danh giá, giúp Lee trong sắc có tên trong dàn đề cử thị đế khi cả tuổi đời lẫn tuổi nghề đều rất trẻ. Dàn diễn viên khác của phim cũng gặt hái những thành tựu nhất định. 10 năm đã đi qua, vậy giờ họ ra sao rồi nhỉ? Lee Bo-jun. Lee Bo-jun đóng phim nhiều năm nhưng vẫn chưa có một bộ phim siêu hot nào. Để chứng minh thực lực, phải đến I Hear Your Voice và vai diễn Giang Hae-seung, chị mới bước lên nấc thang danh vọng thực sự. Diễn xuất rất chân thực một nữ luật sư công có cả mặt tốt lẫn xấu. Lee Bo-jun đã mang về cho mình một cúp đề sang, hai cúp thị hậu và rất nhiều giải thưởng danh giá, là nữ diễn viên thành công nhất thời điểm đó. 10 năm trôi qua, Lee Bo-jun vẫn trụ vững trong hàng ngũ nữ thần thực lực với rất nhiều vai diễn và tác phẩm khác nhau. Về mặt đời sống thì ngày đóng I Hear Your Voice, chị đẹp vẫn còn độc thân. Đến hiện tại, chị đã lấy chồng và sinh hai em bé, cuộc sống viên mãn. Lee trong sắc. I Hear Your Voice chính là tác phẩm đinh chính thức ghi tên Lee Trong Sắc, cũng bắt đầu cho thời kỳ 10 năm hưng thịnh và phát triển nhất trong sự nghiệp của anh. Lee Trong Sắc đã diễn rất tốt vai một cậu học sinh có khả năng nghe được tiếng lòng người khác, những phân đoạn cảm xúc dù khó tới đâu cũng đều được diễn tả rất chân thực. Sau khi đại thành công với vai diễn Park Soo-ha, Lee Trong Sắc đóng phim nào là hot phim đó, bước chân vào hàng ngũ nam thần Hollywood vững vàng cho đến hôm nay. Về đời tư, hiện tại Lee Trong Sắc đã có người yêu rồi nhé, người ta là bạn trai của ai dư đấy? Jun Sang-hyun. Jun Sang-hyun tuy không có thế mạnh ngoại hình bằng đàn em, nhưng cũng khiến khán giả nhớ mãi với hình tượng một luật sư chân chính, có tấm lòng khoan dung, luôn đứng về phía chính nghĩa. Sự nghiệp của Jun Sang-hyun đã lên đỉnh cao từ trước đó 4 năm và lại nở rộ thêm lần nữa cùng bộ phim này. Thời điểm phim chiếu, Jun Sang-hyun vẫn còn ế, nhưng 2 năm sau tức là năm 2015 anh đã tìm được hạnh phúc với ca sĩ Maybe. Hiện tại, anh đang có một gia đình hạnh phúc với hai cô con gái nhỏ. Lee Da-hee. I Hear Your Voice là tác phẩm giúp Lee Da-hee đổi đời. Trước đó, mỹ nhân sinh năm 1985 thực sự không gây chú ý. Dù đã theo đuổi diễn xuất suốt 11 năm, Lee Da-hee đã thể hiện rất thành công vai diễn công tố sơ đồ dân mạnh mẽ, cứng rắn và cũng rất đáng thương, lại xinh đẹp và có khí chất sang trọng. Sau năm 2013, Lee Da-hee đã dần nâng tầm vai diễn, giờ thì cô nàng cũng lên chính và luôn khiến khán giả trầm trồ vì thần thái quá đỉnh. Trương Ung In. Trương Ung In là một ngôi sao thực lực chuyên trị vai phụ dòng phim truyền hình. Tới khi tham gia I Hear Your Voice, sự nghiệp của chú bật hẳn lên bởi chú đã thể hiện cực xuất sắc vai phản diện Min Chun Wook, nỗi ám ảnh của cặp đôi chính suốt từ thời niên thiếu cho tới khi trưởng thành. Ai đã xem phim rồi đều sợ cả nhân vật và nam diễn viên này đấy, vì diễn phản diện quá tốt. Sau này Trương Ung In rất thường được mời đóng vai ác và lần nào chú cũng thể hiện xuất sắc. Kim Hae Suk. Trong hành trình trưởng thành của nữ chính Giang Hae-seung, không thể không nhắc tới ảnh hưởng của mẹ chị do cô Kim Hae Suk thể hiện. Kim Hae Suk đã quá quen mặt với những vai người mẹ. Lần đóng I Hear Your Voice, cô cũng làm tốt y như vậy. Từng câu nói, ánh mắt, hành động đều khắc họa hình ảnh một người phụ nữ nhân hậu dù cuộc đời có ra sao cũng không bị vùi dập. Nữ diễn viên 67 tuổi này đã gắn bó với phim ảnh 48 năm. 10 năm trước ra sao thì hiện tại vẫn vậy. Cô luôn là một ngôi sao gạo cội mà ai cũng kính trọng và yêu mến. I Hear Your Voice trước khi phát sóng chỉ là một bộ phim lót đường không mới được chú ý. Ai mà ngờ hiệu ứng, danh tiếng, độ hot, rating và mọi mặt đều đứng hạng nhất đầu. Ngày đó dàn sao của phim người thì đã quá lứa, người thì chưa thể bật lên, nhưng rồi tất cả đều bước lên đỉnh cao sự nghiệp. Đóng bộ phim này là quyết định chính xác nhất trong sự nghiệp của họ đấy.